Hiện tại chúng ta sẽ còn 65 ngày nữa là lên sàn. Một tí posting nhé. Chào mọi người, mình là Vinh và chào mừng mọi người đã đến với một series vlog tập luyện mới của mình để chuẩn bị siết cân thi đấu vào ngày 4 tháng 9 năm 2021 này. Thì đây sẽ là một series chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho sàn đấu sắp tới đây, bao gồm việc tập luyện này, chế độ dinh dưỡng và những mẹo để bạn có được bóc dáng mơ ước mà bạn chưa bao giờ có thể nghĩ đến. Vậy thì mình mong là mọi người sẽ sát cánh cùng mình trong suốt cái chặng đường này nhé. Hiện tại thì mình còn 9 tuần nữa, chính xác là 46 ngày nữa mình sẽ bước lên sàn thi đấu. Và ngày hôm nay mình sẽ có một buổi tập thu cộng với tay trước. Ngày hôm nay sẽ bao gồm 8 bài. Thì 8 bài này mình sẽ nói sơ cho mọi người về cái kỹ thuật và những cái mẹo để các bạn có thể kích hoạt cái nhóm cơ lưng tốt hơn, và cái mẹo để các bạn có thể tập tay trước tốt hơn. Thì ngày hôm nay 8 bài. Bài đầu tiên là conventional deadlift. Rồi xong. Bài thứ hai là pull up với assist, có nghĩa là có cọng dây kháng lực hỗ trợ. Bài thứ ba là barbell reverse grip row. Bài thứ tư là incline dumbbell row. Bài thứ 5, hyperextension. Thứ 6, easy bar curl. Thứ 7, dumbbell hammer curl. Và thứ 8 là side plank. Thì ok, bây giờ đi đến bài conventional deadlift đầu tiên nhé. Ok, đây là bài tập đầu tiên, conventional deadlift. Lý do đầu tiên mà mình chọn bài này, thứ nhất là vì bài này kích hoạt phần lưng rất là tốt. Lý do thứ hai là vì đây cũng là một bài tập tốt để duy trì sức mạnh toàn thân của bạn. Và châm ngôn của mình trong mọi mùa siết là gì? Làm cách nào để bạn có thể khôi nhất với điều kiện là giữ được lượng cơ bắp nhiều nhất có thể. Thì để làm được điều này, bạn phải giữ được sức mạnh của bạn. Let's go. Second set. 8 reps. Thì bây giờ mình sẽ đi thêm một set nữa, 8 reps, chắc sẽ tăng thêm khoảng 10kg để coi là mức tạ nó như thế nào. Ngày hôm nay mình đi 3x8 RPE 7 là cũng không có phải quá nặng, mức tạ khoảng 80%, 70-80% thôi, để cho cơ thể mình nó không stress quá nhiều. Rồi sau đó mình sẽ chuyển sang bài tập tiếp theo là pull up hết sàn. Ok. Khoảng 130-132. Ok. Ok.
Ok, chuyển sang bài tập tiếp theo nào. Bend as if pulled up. Thì đối với những ai mà tập ở nhà thì bài này khỏi bàn luôn. Cực kỳ có hiệu quả, chẳng khác gì những cái máy tập isolate như là lat pull down ở trong phòng gym hết. Mục đích mà mình hít xà và sử dụng thêm cái dây kháng lực không phải là vì mình yếu đâu, mà tại vì sử dụng thêm cái cọng dây kháng lực này nó sẽ giúp bạn cải thiện cái form tập luyện của bạn tốt hơn nè. Đảm bảo cái phần lưng của bạn nó sẽ được kích hoạt nhiều hơn, thay vì là bạn kéo nhiều bằng tay hoặc là bằng vai. Cái mùa siết hiện tại thì mình không có thể nào vào phòng gym tập, nên là phải vận dụng tất cả các bài tập ở nhà với bodyweight nè, với thanh barbell, dumbbell. Rồi ở nhà thì có hẳn cái thanh đòn để hít xà. Hiện tại thì mới tập những cái bài dips. Thì để mà một cái bài pull up bạn có thể tác động vào nhóm cơ lưng của bạn tốt hơn, thay vì là kéo bằng tay, rồi bằng phần cơ hình thang, phần trap, thì một cái cọng dây kháng lực như thế này nó sẽ hỗ trợ bạn làm cái việc đó. Nếu như mà lưng bạn yếu thì bạn có thể tăng cái cọng dây kháng lực lên, tăng kháng lực lên, tập cảm nhận phần lat rõ hơn, kỹ cái phần lưng của bạn hơn. Còn nếu không, nếu mà phần lưng của bạn đã khỏe rồi thì những cái bài như là pull up không, nó cũng đã có thể thay thế được những cái máy như là lat pull down ở trong phòng tạ rồi. Ngày hôm nay mình sẽ đi cái bài pull up cộng cái dây kháng lực này 4 set nhân 10. Thì lực tập của mình hiện tại nó đã chuyển sang rất là nhiều về hướng hypertrophy rồi, cái độ phồng cơ rồi. Nên là mình mới tập được khoảng 1 tuần thôi, nhưng mà mình cảm giác là cơ thể mình nó đã thay đổi theo một cái hướng bodybuilding hơn, thay vì là ngày xưa mình tập kiểu powerlifting thiên về sức mạnh nhiều hơn. Thì bây giờ đi thêm 2 set nữa. Thì đa phần đối với những người mới tập thì hít xà sẽ là một bài rất là khó, và để lên được thì bạn sẽ phải mất rất là nhiều sức. Và đa phần là phần lưng giữa, đồng thời là phần lat, trong lúc mà bạn kéo xà không ấy, nó không có được kích hoạt quá là nhiều. Và đó thì không phải là mục đích chính khi mà mình tập luyện. Tại vì mục đích chính ở đây là mình muốn phát triển cái nhóm cơ mà mình yếu. Thì cái mục tiêu là làm cách nào để phần lưng bạn được kích hoạt nhiều nhất có thể. Thì với cái cọng dây kháng lực thêm vào như thế này, nó sẽ giúp cho bạn cái điều này. Ok, thì đến với bài thứ 3 thôi. Barbell Reverse Grip Row. Thì nếu bạn là một fan của Dorian Yates, 6 lần vô địch Mr. Olympia, thì chắc chắn bạn sẽ biết đến cái bài này. Thì đây là một bài tập phải nói là cực kỳ tốt để cải thiện cái độ dày của phần lưng bạn. Và đó cũng là một trong những cái điểm yếu nhất của mình. Phần lưng giữa của mình khá là yếu. Thì một cái mẹo mà mình thường nhắc những người bạn hoặc là những cái người học viên của mình á, khi mà thực hiện những bài row như là barbell row hay là reverse grip row, là cố gắng hãy hạ trọng tâm và đẩy lưng của bạn lên phía trước một tí. Đồng thời là khi kéo, cố gắng giữ khuỷu tay sát người để khi mà kéo bạn có thể kích hoạt được phần lưng của bạn. Và nếu mà được thì bạn có thể sử dụng thêm trap để cho nó hỗ trợ bạn. Khi mà bạn kéo, nó giúp cho vào lưng nhiều hơn thay vì là vào bắp tay nha. Vì là phần lưng giữa của mình khá là yếu nên mình quyết định sẽ chọn thêm một bài nữa. Incline Dumbbell Row sẽ nằm trong cái danh sách này. Thì ngày xưa mình cực kỳ ghét cái bài này luôn, vì mình tập mình chả có cảm nhận được gì hết. Lý do là mình tập quá nặng. Và cho đến thời điểm hiện tại, khi mà chuyển sang lịch hypertrophy, thì đây là một trong những bài lưng tốt nhất mà mình có thể cảm nhận được cái phần lưng giữa của mình được kích hoạt nhiều nhất. Thì như các bạn có thể thấy trong video là phần lưng giữa của mình kích hoạt rất là nhiều khi mà đi bài này. Vì cái ghế bench nó sẽ là cái điểm tựa, nên là nó sẽ giúp cho bạn tránh năng giang. Thì đây là cái bài để cô lập cái phần trap của mình. Tại vì cái phần trap của mình, phần cơ hình thang của mình ấy, phần lưng giữa của mình rất là yếu. Thì đây là một bài tập kiểu vì không có máy isolate ở trong phòng tập, nên là mình sẽ chọn bài này. Dùng cái ghế này là một cái điểm tựa để mình không có phải ăn gian lực. Và đa phần nhắm vào phần cơ hình thang và phần trap. Một tí ở phần lat nữa. Thì bài này mình vẫn đi 4 set. Một cái buổi tập hypertrophy tăng cường cái độ phồng cơ bắp ấy, thì mình đi volume nó sẽ cao hơn là bình thường khi mà mình tập sức mạnh, như là mình đã nói rồi. Đồng thời thì bài tập này sẽ giúp bạn cải thiện tư thế tốt hơn cho những ai mà ngồi nhiều nè, hay là làm việc văn phòng, vì nó sẽ giúp cho cái phần cơ hình thang và cái phần lưng giữa bạn khỏe hơn.
thì chúng ta đã gần đi hết cái buổi tập ngày hôm nay rồi. Nếu lưng dưới là phần mà bạn muốn cải thiện thì đây là bài tập dành cho bạn. Hyper extension. Thì điều mà bạn cần lưu ý trong cái bài tập này là để phần thân của bạn cách xa cái điểm tựa của ghế một chút. Thì điều này nó sẽ giúp cho bạn xuống sâu hơn. Thì khi xuống đấy, cố gắng duỗi thẳng lưng, làm sao để phần cột sống của bạn cố định nhất có thể nha. Ngoài phần lưng dưới ra thì phần mông, phần hông và kể cả phần đùi sau sẽ đều được kích hoạt trong cái bài tập này. Ok. Nó mệt quá không nói được gì mọi người ạ. Giờ hiện tại nó cực mọi người ạ. Đi đến đây thì người mình cũng mệt lắm rồi, nhưng mà chúng ta còn thêm hai bài tập nữa. Thứ nhất là barbell curl để phát triển sức mạnh toàn diện ở phần tay trước và phần cẳng tay. Thực hiện 4 set nhân 6 reps ở mức RPE 9. Thì RPE được dịch ra nôm na có nghĩa là độ khó của set tập của bạn. RPE 9 có nghĩa là bạn sẽ còn thực hiện thêm được khoảng 1 rep nữa thôi. Khá là căng đó. 2 more. Cố lên. Thứ hai là hammer curl, đánh nhiều vào phần long head của bicep, thực hiện 3 set nhân 12 reps ở mức RPE 8. Thì kết hợp hai bài này lại với nhau trong một cái buổi tập thì độ pump của tay trước phải nói là khỏi bàn luôn. Và một lưu ý nữa cho một buổi tập tay, vì đây không phải là một nhóm cơ lớn nên là thời gian nghỉ của bạn sẽ nên dao động từ khoảng 60 giây đổ lại thôi để tối ưu hóa cho cái sự kích thích nha. Video ngày hôm nay mình đã chia sẻ cho mọi người về thể trạng của mình trước lúc lên sàn thi đấu 9 tuần và đồng thời là chia sẻ về một cái buổi tập lưng và tay và những cái mẹo trong cái buổi tập của mình. Thì sau khi video này đăng lên thì mình sẽ còn 8 tuần nữa là mình sẽ lên sàn. Tuần sau sẽ có clip cho mọi người. Nếu thấy video này hay thì hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ channel của mình nha. Và chào mọi người, mình là Vinh và hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo. Bye bye!